Chào các bác nhé. Hôm nay bên em lại vừa mới xong thưởng. Và để gửi tới các bác trên mọi miền Tổ quốc thì bên em có 3 mẫu. Mẫu số 1, số 2 và số 3. Và giá của nó rất chi là hợp lý. Các bác theo dõi video một chút em sẽ nói giá luôn, để các bác được theo dõi cái mẫu thưởng này. Thì mẫu thưởng này bên em có số 1 là số nhỏ nhất này, số 2 là cỡ nhỡ, số 3 là mẫu to. Cái dòng thưởng này của bên em chất liệu của nó bằng thép. Đấy, như các bác nhìn. Cái này trọng lượng của nó thì gần 1 kg. Trọng lượng của nó tầm 7-8 lạng gì đấy. Em cũng chưa nắm rõ là tầm đấy. Đây là số 3 là số lớn nhất. Có thể các bác dùng để làm cây, để các bác làm lông nghiệp. Các bác cũng cần sử dụng đến cái thuộng này nhé. Chất thép rất chi là dày dặn đây. Và bên em bán hàng bằng hình ảnh thực tế nhé. Khi các bác theo dõi video, các bác mà cần đặt hàng, các bác hãy xem kỹ video trước khi đặt. Đấy, khi các bác nhận được thì nó sẽ như thế này. Và đây là cái phần để các bác đóng đinh ở bên trong này. Toàn bộ của nó thì và liền hết như thế này nhá. Liền. Đấy, thép liền. Và cán thì chưa có đâu. Khi các bác về thì các bác tự chế tạo cán nhá. Đấy, và giá của một chiếc này thì bên shop đang gửi tới các bác là 100.000 đồng. Mua từ 2 chiếc thì bên shop sẽ bao ship nhá. Đấy, cái này thì dùng cho các bác mà đi ra đồng đào hang chuột này, săn bẫy mà đào hàng thì rất là tuyệt vời. Mẫu này mẫu to. Đấy, thì đầu tiên là mẫu to nhất là mẫu số 3. Kích thước của nó thì nó dài là 30 phân cả cán đấy các bác ạ. 30 cm. Và cái bản rộng này của nó là trên 10. Thì em đã chi tiết về mẫu số 3 nhé. Tiếp theo là mẫu số 2. Mẫu số 2 thì nó cũng tương tự, rất là dày dặn, nhưng mà tùy thuộc vào mức độ của các bác dùng. Có bác thì cần to, có bác thì cần nhỏ, cho nên là đủ kích cỡ để gửi tới các bác. Cái này được trà mòn rất chi là sắc lưỡi rồi. Đây là cái độ dày của nó nhá. Đấy, rất chi là chắc chắn này. Khi xem video mà muốn đặt hàng, các bác hãy xem kỹ sản phẩm nhá. Đây là cái mối hàn liên kết này. Đấy, cái này thì nó chưa không có lỗ đóng đinh nhá, nhưng các bác chỉ cần chêm cán nó rất chi là chắc, như em sử dụng nhiều rồi. Đấy, với cái này cũng là 100.000 nhá. Bên shop sẽ bán là 2 chiếc sẽ bao ship các bác. Một chiếc thuồng rất chi là tiện lợi dành cho các bác làm trong tất cả mọi việc. Đi đào hang, đi đào măng, làm nông nghiệp, đi rừng đều cần sử dụng đến nó. Và tiếp theo là mẫu số 1. Mẫu số 1 lần này thì sẽ khác lần trước rất nhiều. Cái mẫu này thì nó nhỏ hơn hẳn nhá. Đấy, và giá trị của nó sẽ thấp hơn. Và cái độ thép của nó thì cũng dày như vậy thôi. Dày như vậy hết này. Đấy, cái này thì cũng có lỗ để chốt đinh nhá. Đây, một cái thuộng thép liền hết từ trên xuống dưới. Với cái này thì các bác dùng rất chi là bền, dùng mãi chả bao giờ lo hỏng được với cái mẫu này. Dùng xong lại rửa đi, lại cất đi, làm trong tất cả mọi công việc. Cái này thì thích hợp đối với các bác đi đánh chuột, đào hàng cua, đào hàng ở ruộng này, rừng này, đều được hết nhé. Mẫu số 1. Thế thì em cũng vừa chi tiết 3 cái mẫu thuộng dành trong tất cả mọi công việc. Số lượng thì đợt này làm rất chi là nhiều, bởi vì các bác đặt rất nhiều. Cái này rất chi là tiện lợi, đều là tự chêm cán. Nhưng bên em rất chi là nhiều mẫu thuộng. Có những mẫu thuộng đánh cây giá trị cao thì bên em cũng có. Đấy, các bác có thể vào kênh để tham khảo tất cả những cái mẫu trước khi đặt hàng. Là một shop cung cấp tất cả những cái dụng cụ về bonsai, về làm vườn, về cây cảnh. Thì cái thuộng này cũng không thể thiếu được đối với công việc của các bác được. Đấy. Các bác khi đặt những cái sản phẩm có thể đặt thêm một cái thuộng về để làm vào trong các công việc của gia đình cho nó tiện lợi hơn. Bởi vì những cái dụng cụ này là dụng cụ cần thiết. Thì một cái video ngắn thì em cũng chi tiết rồi, thì em cũng xin kết thúc ở đây nhé. Các bác mà quan tâm thì đừng quên ấn like, chuông và đăng ký ủng hộ kênh, để sẽ đón tiếp những video về những cái mẫu sản phẩm mới để gửi tới các bác trên khắp đất nước, trên khắp đất nước Việt Nam mình. Phương thức mua hàng rất chi là dễ, các bác chỉ cần để lại địa chỉ, số điện thoại, em sẽ gửi đến tận nhà các bác. Vâng, thì em cũng xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau. Chào các bác ạ.